Em nhìn thấy cái gì chưa? Trên tay chị đây là hai chiếc điện thoại mới nhất hiện nay. Một con là 14 Pro Max 128GB. Còn một con là iPhone 14 Pro Max nhưng mà dung lượng của nó là 256GB. Hằng Nga phải nói là một máy của anh như một máy của Hằng Nga chứ. Không là các bạn tưởng là hai máy của Hằng Nga thì sao? Bây giờ Hằng Nga bóc máy của Hằng Nga trước đi. Bây giờ chị sẽ xé một cái nhá. Đây nữa, bên này nữa. Ôi trời. Wow! Ôi trời ơi, nhìn nè. Tím lịn tím sim luôn. Nhìn này ha, à, đây luôn là iPhone 14. Wow. Đây là gì nhỉ? Đây là cái chọc sim này. Dây sạc. Hết rồi, không còn gì nữa. Đây. Cái quan trọng nhất đây này. dừng ạ. Mới chưa? Đẹp chưa? Hey, slow. Đúng không? Wow, ok, quá đẹp, quá tuyệt vời. Xịn xò con bò bê chưa? Đẹp chưa? Đây là hình gì? Hình kiểu ký tự à? Màu tím này. Đẹp chưa? Ui. Quá xịn xò luôn. Quá là sắc nét luôn ấy. Còn chiếc điện thoại này, chị sẽ nhường cho anh Thắng bóc. Nhẹ nhàng thôi. Xịn chưa? Wow, màu tím. Đậm chưa tiền thôi, bật ngồi lên. Đọc bóc hộp như thế này thôi, bóc ra thôi là mất mấy triệu rồi đấy. Quăng lên ngồi này này. Nhưng mà nhìn chả khác gì cái điện thoại iPhone 13 nhỉ? Đương nhiên là phải khác rồi chứ. 13 vào đường băng chả khác cái gì luôn. Rồi, nhìn của anh hết kiệt pin quá sao, nó không lên rồi. À đây. Chọn tiếng Việt xem nào. Tiếng Việt. Việt Nam. Cái gì nhỉ? Quốc gia Việt Nam. Đây. Đâu? Nó bên dưới mà, chữ V là ở bên dưới mà. Đây, coi đầu này, coi đầu này. Như kiểu là điện thoại đôi. Đây. Thì còn quay đầu này nữa, màu tím. Chị chưa? Âm thanh của mùi tiền. Chả thấy mùi tiền gì. Mà máy mới bóc hộp ra mà pin cũng đầy căng nhở. Đương nhiên. Nó còn giống nhau nữa. Hello, chị Tái, cảm ơn nhé, nên mình sẽ đi mua tôm. Và để ăn mừng hai chiếc điện thoại mới thì Hằng Nga sẽ mời Thắng ăn một bữa tôm hùm khủng lồ luôn. Bình thường là Thắng chỉ được ăn tôm loại bé tí tí bé xíu, người ta còn gọi là tép đấy. To nữa thì tôm bằng một ngón tay hoặc là hai ngón tay. Nhưng mà ngày hôm nay là Hằng Nga hơi bị đầu tư đấy. Đúng là có nhiều tiền mua điện thoại iPhone có khác. Mời Thắng ăn một cái quả tôm to như này. Mua hẳn 3 con luôn. Mỗi người một con, còn thừa một con là không biết cho ai. Bây giờ là Hằng Nga sẽ phải đập xả ra. Đập tất cả các gia vị xong bắt đầu là cho vào lồi hấp bia nha. Nhưng mà Thắng thích hấp dừa hơn, bởi vì hấp dừa nó thơm hơn. Còn đâu là hấp bia ăn nó cũng ngon đấy, nhưng mà đến lúc nấu lên nó có mùi khó chịu ghê đấy. Hằng Nga đang rửa tôm. Sau khi rửa tôm xong thì cho tôm vào lồi, mì cả xá, mì cả ớt, mì cả gừng nữa. Bây giờ là cho bia vào. Ơ sao chưa gì mà tôm đã chín mà đỏ cái này rồi. Chưa cả kịp làm gì mà đã đến cái lúc ăn rồi. Wow, nhìn nó xoay 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 một vòng thôi là đứt đôi cái con tôm này ra. Ôi, nhìn xịn xò con bò quá đi mẹ ơi. À không phải, đây là con tôm mà, chứ không phải là con bò đâu. Trời ơi, ăn chất nhất là cái phần đuôi này. Cái phần đầu nó cũng nhiều thịt nhá. Uầy, mấy bạn nhìn này, thằng cắn một phát. Wow, ngon chưa. Trời ơi, cắn phải trên này phải hết chục miếng hết một con tôm này nữa. Thôi, bây giờ ăn xong rồi, tới lượt là cho Hằng Nga ăn đây. Hằng Nga ăn đi. Đúng rồi, ăn thì không ăn, cứ nhìn đi anh Tình. Đấy, Hằng Nga bỏ tôm sương quá. Bửa mãi nhau. Xoay. Mấy bạn ăn tôm nào phải xoay nhá. Đừng có bửa đôi ra là không được đâu. Phải xoay một vòng như này. Nào, xoay mạnh lên. Xoay theo kiểu chiều kim đồng hồ. Xoay, đó, được chưa. Wow. Ngạch cua kìa, ôi ôi, thịt cua nó trắng tinh luôn. Trắng như kiểu là mấy cái hạt gạo ấy. Ngon chưa mẹ, nhìn chưa? Nhìn mấy cái thớ thịt đó kìa. Ăn đi Nga, chấm đi. Ôi ôi, lại còn làm khách nữa.
chấm ngập nào, nào, chấm nào, wow, chấm muối tiêu hành nào, cắn miếng to vào, wow. Ui, mấy bạn nhìn mình có thèm không? Thèm quá. Mình nhìn Hằng Nga ăn mình còn thèm, nhưng mà may quá mình cũng được ăn cùng Hằng Nga. Một cái phần này chắc là phải được nửa cân luôn. Bây giờ là Hằng Nga sẽ cắt hết cái phần vỏ này ra, xong rồi lấy toàn cái phần lõi thôi, cầm được phần lõi thì ăn nó mới steak. Mấy bạn nhìn này, thằng ăn lại cho bạn coi này. Chấm nha. Xong bắt đầu là cắn một miếng to kịch cỡ luôn. Ngon quá mấy bạn ơi. Cái vỏ tôm này cứng thế nhỉ, tách mãi nó chả ra gì. Được mỗi một tí xíu này. Thôi ăn tạm vậy. Đây đây đây, thằng tách cho Hằng Nga. Được rồi, ấy cái phần này không có một ít vỏ nào luôn nhá. Cắn hai miếng thôi là hết cái miếng này. Quá là tuyệt vời, ông mà giờ luôn. Đấy, sao mình đang chuẩn bị ăn Hằng Nga lấy của mình nhỉ. Thế còn đòi chia đôi nữa. Này là không được rồi. À không phải đâu, là Hằng Nga lấy cái ruột ở bên trong cái miếng thịt đấy ra đấy. Cái ruột tôm. Ờ nhưng mà sao ruột tôm lại mọc ở trên lưng nhỉ. Để cảm ơn Hằng Nga ngày hôm nọ đã mời thằng ăn một bữa tôm hùm to khổng lồ, thì ngày hôm nay thằng cũng không thua kém gì Nga. Thằng sẽ mời Hằng Nga ăn một con cua hoàng đế khủng lồ luôn. Nhưng mà cái cua hoàng đế này là cua hoàng đế khác với cua hoàng đế bình thường nhá. Nó là hình như là cua hoàng đế Canada sao ấy. Bởi vì là nhìn nó có màu đỏ cái kìa. Chứ cua hoàng đế bình thường là nó có cái màu giống cái màu tôm hôm qua của Hằng Nga cơ. Tôm này đắt tiền xịn sò khác, người ta mà cho cả thùng xốp nha, cho cả đá vào đây. Không là đi đường nó chết. Nó chết là thịt nó sẽ bị tan kiểu như thành bột ấy. Tắm đi này, tắm đá đi, cho mày tắm lần cuối cùng. Wow. Đấy, thấy chưa? Mua về cho ngạp bóc hộp luôn. Mới bại đi này. Cái khúc mà bác hộp quà mà mở ra mình thấy con tôm nó to này. À con cua nó to này chắc là thích lắm mình. Trời ơi, bà nội, bà có biết bóc không? Wow, anh em thấy chưa? Xịn xò chưa? Nào, bê lên là ngay. Cầm mạnh lên, hai tay. Không sợ nó làm cái gì đó. Cầm như này là mấy bạn phải cầm hết cả các chân của nó nha. Cầm một chân nó dơ lên là nó bị gãy chân luôn đấy. Quậy. Đỉnh chưa? Chất chưa? Bây giờ là cho nó vào xoang, xong bắt đầu là đổi màu cho nó. Không, tức là làm chín nó đấy. Đây, Hằng Nga thả vào đây. Xong là cho cả gia vị giống như là ngày hôm nọ nữa. Cho bia này, cho sả này, cho gừng này, cho cả ớt nữa. May quá có cái xoang này vừa cái con cua này. Tại vì là cái con cua này to quá nên ở nhà cũng không có xoang. Nhưng mà đi kiếm mãi thì cũng được cái quả xoong này. Bây giờ là đổ bia vào, cho tất cả các gia vị vào. Lôi thôi. Wow, sao chưa gì mà tôm đã chín thì nhà mình còn chưa kịp ngắm bật lửa mà tôm đã chín rồi. Ôi, lại phải ăn rồi mấy bạn ơi. Vớt, quên mất, con cua mà mình cứ bảo con tôm. Vớt cua ra mâm. Thấy chưa, cái mâm nhà các bạn to như thế nào thì đặt con cua. Các bạn nhìn nó ước lượng nó to như thế. Wow, nhìn đẳng cấp chưa bạn ơi. Trời ơi, đến lúc chín nhìn nó còn đẹp như thế này cơ mà. Bây giờ là đang sẽ bửa cái phần mai của nó lên. Yeah, lên rồi. Wow, cái phần này chắc là không ăn được đâu. À, cái trắng trắng này là cái tiết của con cua đấy. Wow, kiếp cái mang của nó nhiều quá. Thế này nó mất bao nhiêu thịt ở cái phần mang của nó rồi. Mình sẽ bửa mỗi người một cái chân. Wow, bửa chân thôi mà cũng thích. Nhưng mà mẹ này, cái con cua này của mình, cái thịt nó bị hóp hết rồi, còn tí thịt ra. Nó không căng căng. Kiểu như là người ta để ở trong cái bể lâu quá nên là thịt cua nó bị hóp lại. Rồi đây, chân này cho Hoàng Nga, còn chân này là mình sẽ tự ăn. Yeah. Uầy, nó cứng quá, mà không phải nó cứng đâu. Nó có nhiều gai nên là bữa nó cũng đau nữa, mới cả bỏng nữa.
Yeah. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi anh em ơi. Ui trời ơi. Ngon quá đi. Ăn thì ăn nữa rồi, mời mấy bạn nha. Ui giời ơi, ngon quá các bạn ơi. Thôi video đến đây là kết thúc rồi nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ là bye bye nha.